Hello mọi người, đây là Châu Đăng Khoa. Khi một lúc sau gọi lại tiếp, lại hỏi vậy tiếp. Em thật sự em vẫn không hiểu được nó đang hỏi cái gì, nó là sai. Tự nhiên cái gọi ý trước em kêu Vũ là làm sao anh chứ chỗ em anh. Thôi chơi chưa? Tôi tránh đứng ngoài. Ha ha ha!